Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình khi mình chơi game Free Fire. Ok các bạn ơi, và đúng như lời đã hứa thì khi mình lên rank huyền thoại tử chiến xong, mình sẽ chuyển sang đấu rank sinh tồn. Và mình sẽ cố gắng lên huyền thoại rank sinh tồn mà không cần sử dụng một quả bom keo nào nha anh em nha. Ok các bạn ơi, và thôi không nói lên tinh lên thuyền nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tôi, và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cái hành trình mới của Nhân BB nha anh em nha. Ok, đó chính là tiếp. Ok, cái gì đó? Không cần bom keo, neo danh thách đấu ấy, quên cả cái câu khẩu hiệu của mình, hơi ngu, đang ốm thì là đầu óc nó cũng không được tỉnh táo mấy nữa rồi anh em ạ. Ok anh em, và bây giờ chiến luôn anh em nha. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Đủ lắm anh em ạ, nhảy luôn anh em nha. Mở là bản đồ đúng không? Ơ kìa, nhảy luôn đây anh em nha. Tôi thả dù trực tiếp vào đây luôn. Tôi biết chắc chắn là sẽ không có ai thả dù ở đây, nhưng mà bản đồ kho báu của tôi chỗ này là rất nhiều đồ anh em ạ. Gỡ dù luôn. Đấy, bản đồ kho báu của tôi nói đây. Ô khung nghĩa địa. Ui ôi, đã có hai thằng nữa ở đây rồi á. Mẹ đuổi tao đây. Ui ba thằng luôn này. Lên ông nhà, lên ông nhà. Mũ ba, mũ ba anh em, Ska luôn này, ngon. Anh em chờ tí đang bị run nữa. Thôi nhiều đồ ngon quá. Có cái ba lô kia rồi, hợp lý. Chỗ này là của anh nha các chú nha. Chỗ này là bản đồ kho báu của anh nha các chú nha. Ui thầy nút nhiều máu lắm, người em ơi, người nút nhiều máu lắm mẹ, nó có thô sơ này. Ui bom kèo các thứ. Ui giàu thế, giàu thế anh em ơi. Đủ đồ chơi nha, đủ đồ chơi anh em nha. Đủ. Bắn sờ ca sướng thế. Bố này, bố vào đây, bố loot, bố loot cho mình rồi anh em ạ. Thôi rồi đi thôi. Bắt đầu đi khử lý thôi, đồ vậy là đủ đồ chơi rồi, giáp 3, mũ 3 các thứ rồi, bây giờ thì đi ăn nấm nữa rồi. Chạy bò rồi, đúng không anh em? Hợp lý luôn đi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong em nha. Xem là trên đường đi có gặp anh giai nào không.
Trận đầu tiên của tôi đây anh em, phải hết sức thông cảm với tôi anh em nha. Sửa giáp à? Wow, ngon. Cầm của sọc gun này có được không anh em? Hay là cầm khẩu khác? Nó nhiều máu quá trời luôn. Ra bà đây, ăn đấm anh em nha. Đi vào bọ. Hey. Phê. Đấu tranh sinh tồn nó sướng lắm bạn, nó căng thẳng em ạ. Nó căng thẳng vết đấy, căng thẳng hơn đấu tranh tử chiến em ạ. Sinh tồn nó lúc nào, nhưng mà đây tôi đang đấu đơn anh em nha. Lúc nào chúng ta về các tớ có tiếng chất địch ấy ạ. Lúc nào chúng ta cũng căng thẳng luôn, căng như dây đàn luôn, check map liên tục. Đi cứ ngáo ngáo như tôi mới chơi về là toang ngay em ạ. Để nói là tôi có chui trong bò đã tính sau. Giữa đường con siêu xe kia không biết có đi được không anh em ơi. Dùng luôn thế nào. SP đã đầy rồi. Con siêu xe này như đi được cái sao anh em ơi. Uầy. 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 Ui chất thế nhỉ. Sao gì đây anh em. Lamborghini à. Cái giờ tôi đọc chữ này. Gì Aventador à. Ui dồi ôi. Chật 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 chật. Mà thôi mình không đi nha. Lộ lắm. Đi lộ vị trí lắm. Mình đã bắn ngu chứ. Vừa đi vậy khác gì gọi địch ơi tao ở đây mày bắn tao đi đúng không anh em. Ôi quên mình bảo mình kiếm khẩu súng ngắm anh em ạ. Bắn cho nó sướng. Quên mất kiếm khẩu súng ngắm nhá. Ôi ngu ơi. Giờ vào đây. Mình đang thấy bắn. Giờ phải kiếm khẩu súng ngắm anh em ơi. Ui súng gì đây. Súng gì, súng gì đây mà sao nó vàng thế nhỉ. Uầy. Uầy. Ôi súng vàng. Rồi anh em nha. Vàng đâu mà. Nó vàng thật đúng không anh em. Ừ nó vàng thật thôi mình lấy súng vàng. Cứ loại súng vàng nào mình chơi nha anh em. Không quan trọng nó là súng gì luôn. Giờ kiếm một khẩu súng ngắm nữa. Lại cái lưỡi hái mà cứ tưởng khẩu súng ngắm nó dài thế. Càng đéo chịu được. Nhiều máu quá rồi anh em ạ. Ui đã có sát người ở đây rồi. Hồi này nó nút rồi, nó nút rồi, nó nút rồi, nó nút rồi. Thế mà không ai để phần cho mình khẩu súng ngắm ấy nhỉ. AVKM, AVKM cúng thì mày ngon không anh em, đúng không? Nó hợp của nhà mà lý quá luôn. Nhưng mà rất tiếc là không có anh em ơi, tôi đến muộn. Xem nào lên trên kia có thằng nào cam cầu không anh em. Giờ con chơi chiến thuật cam cầu anh em. Không có súng ngắm trận đấu này của tôi là hơi bị thiệt thòi anh em ạ. Ngu quá, mải chạy bo quá không nút. Ôi còn 19 thằng nữa. Người dí thằng mà bo rộng vãi. Anh em ơi từ đừng. Ui, nó ra bắn nhau trận to đấy anh em ạ. Cứ một mình tôi lạc trôi đây buổi qua mai tôi sẽ thành lập một cái team nữa. Anh em nào chơi đấu tranh sinh tồn thì kết bạn mình nha. Anh em nào chơi đấu tranh sinh tồn mời mình nha. Kết bạn làm một cái team để chơi cho nó vui chứ tình chơi một mình buồn như trò cắn ấy. Đấu ranh là phải có team anh em ạ. Đấu tử chiến thì có thể đánh đơn được. Chứ đấu ranh là phải có team nói chuyện cho tình hình. Đi. Phải chạy bộ một mình phải trầm mất thôi anh em ạ. Anh em thấy tôi nói đúng không? Đấu sinh tồn nó phải có team anh em nha. Đủ anh em ơi, không có một thằng nào luôn này. Buồn đấy nhỉ. Cái gì đây? Cái gì anh em ơi? Cái gì đây? Kìa rồi.
Nó là một thằng người anh em nhá, nó là một thằng người anh em nhá. Nó là một thằng người. Lấy đạn, lấy đạn, lấy đạn. Mẹ thính rơi ngay trên đầu kìa anh em ơi. Khư 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 khư. Cái thính này là của bố mày. Rồi ok, trận đầu tiên của mình đang tiến triển khá thuận lợi anh em ạ. À. Còn 7 7 7 ấy nữa. 6 thằng nữa. Mình đứng đây kiểu bố đời quá anh em ạ. Biết đâu trận này top 1 anh em ơi, đúng không? Ui, AVKM. Có đổi không? Có đổi không em? AVKM anh em ơi. Thứ hết, hết, hết mẹ túi rồi. Đầy túi rồi, đầy túi rồi. Cầu được ước thấy anh em ơi. Nó là người anh em nhá, nó là người, nó là người anh em nhá, nó là người đấy. Ui cái thùng vãi, cái thùng lổ. Đừng động vào cái thính đấy. Không ăn được đâu. Cái thính này nó bọn mình nút rồi đúng không? Còn 4, còn 3 thằng anh em nha. Ui. Thử ra xem nào. Đạn thì đủ chơi anh em ạ. AVKM lục 3. Bây giờ tôi sẽ bỏ khẩu sọc gun đâu. Lấy khẩu MP4 anh em ơi. Ui có 20 viên đạn thôi anh em ạ. MP4 thì không có đạn. Thôi chết rồi. Bắt buộc chúng ta lại phải chơi lại cái khẩu sọc gun anh em ạ. À đây đây có 30 viên. 60 viên nha anh em nha. 60 viên thôi. Mấy cái đạn súng trường thì vứt hết đi. 60 viên đạn anh em nha.
Nút kiếm viên đạn đây anh em ạ. Đừng bảo là cam cầu nhá. Đừng bảo là bọn chúng ở cầu anh em nhá. Đấy. Đúng rồi. Kìa nó bị lag. Ơ nhá, bình thường á. Cái thứ đúc quan trọng nó lại bị ấn nhầm anh em ạ. Má đủ đáng ghét, mình phải bắn thằng kia trước các bạn. Thằng kia nó chạy mẹ rồi. Đáng ghét mình phải bắn thằng kia trước. Ui có mỗi mình nó này. Mình chơi cẩn thận tí mình top 1 cha rồi. Mình chơi cẩn thận tí mình top 1 đấy các bạn. Còn mỗi thằng kia với mình bắn nó trước phải ngon không? Cái gì nhỉ? Cần được cái gì đẻ trứng à? Cần được nhân giống. Ok anh em lên bạc luôn nha anh em nha. Ngon. Ok anh em trang bị luôn. Ok anh em nha, trận đầu tiên của mình nói chung là hơi run và hơi ngáo. Cũng có nhiều boss anh em nha, nhưng mà cũng có người anh em ạ. Nhưng mà đi là trình độ mấy thân người trong đây ở anh đồng thì nó vẫn là cùi bắp nha anh em nha. Và cảm ơn tất cả anh em đã xem cái video của Nhân BB. Các bạn hãy đừng quên cho mình xin một like và một lần đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và mình sẽ cố gắng chơi thật nhiều cái game Free Fire này để rank sinh tồn cho anh em xem nha. Hy vọng sẽ lên được rank huyền thoại và không cần phải sử dụng quả bom keo này nha anh em nha. Không cần bom keo leo rank huyền thoại. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mọi người.